Hello tất cả mọi người. Thì hiện giờ Linh đang rất là háo hức để mà đập hộp một em sản phẩm mà Linh đã mong chờ suốt mấy ngày qua luôn. Kể từ khi mà công ty thông báo là có cái sản phẩm này phiên bản nâng cấp hơn là Linh đã mong chờ từ ngày đấy tới giờ rồi. Như mọi người thấy là công việc của Linh đó là hàng ngày phải đi quay. Bây giờ Linh cũng đang đi quay luôn, nhưng mà vừa nhận được sản phẩm nên vui quá đi, nên tranh thủ giờ thái lao nên là vô đây để mà giới thiệu cho mọi người đấy. Cái công việc của Linh đấy là mình phải quay thường xuyên là ở ngoài trời ngoài nắng ấy, không có thời gian ở nhà đâu. Hầu hết 24 giờ thì Linh đều ở trên trường quay cả, cho nên là quay dưới nắng như vậy vừa không có thời gian dưỡng da như vậy mà vừa rất là dễ bị da đen da sạm ấy. Nhưng mà như mọi người thấy là Linh đang sở hữu một cái làn da như thế nào này, rất là trắng mịn đúng không, mọi người thấy nhìn thấy không, rất là trắng sáng căng mịn luôn đấy. Thì đó là bí quyết của Linh, đó là Linh sử dụng viên uống trắng da. Thì thời gian đợt trước thì Linh sử dụng em viên uống trắng da Beauty Plus, nhưng mà hiện nay công ty đã có một cái phiên bản nâng cấp hơn, đó là em Diamond White. Linh từ khi nghe thông báo Linh đã mong chờ lắm rồi, vì Linh biết rằng là đợt thời gian trước Linh sử dụng Beauty Plus á, thì là đã quá là ưng ý rồi. Mọi người thấy da của Linh đẹp không nào? Nhưng bây giờ mà đã nâng cấp lên nữa thì còn nói gì hơn đúng không mọi người? Ta cùng đập hộp xem là cái phiên bản mới này nó như thế nào nhá. Thì cái điều đầu tiên mà khi mà Linh nhận được hàng Linh khoái vô cùng. Mọi người nhìn thấy cái mẫu mã của em nó thì như thế nào? Rất là sang trọng đúng không? Đấy, rất là sang trọng, cầm rất là nặng tay luôn. Rồi bây giờ thì chúng ta cùng mở xem là bên trong có gì nhá. Ôi, rất là sang chảnh, rất là đẹp luôn mọi người ạ. Đúng là diamond đúng không? Các cái thiết kế y chang như là hình kim cương luôn. Đây thì Linh thấy ở trong này là có một cái lọ thuốc này. Đấy, rất là đẹp mọi người ạ. Nhìn là đã thích rồi ấy. Đây, cái sản phẩm thứ hai là gì đây nhỉ? À, là một cái lọ chiết mọi người ạ. Thật sự là rất là chu đáo luôn. Thì đúng là những cái người mà đi quay như Linh như thế này ấy, thì cái túi xách nó có bé tí tẹo à. Thế mà mang cái hộp này thì bất tiện quá đúng không? Cho nên là bởi vậy nên là công ty có thiết kế cho luôn một cái hộp để mà chiết da. Đấy, nhỏ nhỏ xinh xinh bằng cái hộp phấn cushion thôi. Đấy, bỏ vào túi mang đi khắp mọi nơi đều ok hết. Thì cái thành phần của em này ấy, Linh đọc được là chiết xuất từ vi tảo nhập khẩu từ Nhật Bản nhá. Vitamin C này, chiết xuất ô liu, collagen, chiết xuất hạt nho, chiết xuất từ vỏ cây cam quýt và lá hương thảo, vitamin B3, vitamin B2 vân vân. Rất là nhiều các cái thành phần đây mà Linh thấy là những cái thành phần này đều tốt cho da dẻ của chị em chúng ta hết, từ việc chống lão hóa, ngăn ngừa lão hóa, trắng da này, giúp da căng bóng trắng sáng mịn màng. Đấy thì đợt trước Linh sử dụng em Beauty Plus thì ôi, cái công dụng khỏi phải nói luôn mọi người ạ. Mọi người chỉ cần nhìn trên da của Linh thôi là mọi người biết được là cái công dụng của em nó như thế nào đúng không? Và Linh cũng vì vậy mà Linh tin chắc rằng là em Diamond One này sẽ làm tốt hơn, vì là phiên bản nâng cấp mà đúng không mọi người? Mà để mà cho sản phẩm nó hấp thụ tốt ấy, thì mỗi ngày chúng ta sẽ sử dụng từ 1 đến 2 viên sau bữa ăn sáng và trước khi ngủ, là hai cái thời điểm mà da chúng ta hấp thụ được tốt nhất. Đấy, thì đây. Đây mọi người ạ, đây là hai cái viên Diamond White đây. Cái viên bản nâng cấp này trông rất là sang luôn đúng không mọi người? Xinh sang quá trời luôn. Đặc biệt là thích mất là cái khâu chu đáo, đó là sự chuẩn bị cho một cái em mà để chiết ra như này. Xinh như thế này đấy mọi người ạ. Để trong túi nó cũng rất là sang chảnh luôn. Đấy, cho nên bây giờ là Linh sẽ uống luôn hai viên và tiếp tục đi hoàn thành cái công việc của mình đây nhá. Dây mỗi ngày thôi mà có một làn da đẹp thì ngại gì mà chúng ta không dùng đúng không? Thì Linh cũng biết rằng là có rất là nhiều chị em đang rất là mong chờ cái sản phẩm này. Thì chị em nào mà đang mong chờ sản phẩm này ấy, thì comment xuống dưới cho Linh biết với nhá.